Cô thân ái, chào tất cả các con. Ngày hôm nay cô lại gặp các con trong một tiết toán mới. Chúng ta cùng học bài các số tròn trục. Các con cùng quan sát lên trên màn hình của cô, đếm xem cô có mấy quẹt tính. Con đếm được mấy que? À, cô có 10 que tính. 10 que tính này cô bó lại thành một bó như vậy, cô sẽ được một bó một chục que tính, ta viết là số 10. Vậy bây giờ cô có bảng sau. Bảng có bốn cột. Cột thứ nhất, cô sẽ để các bó que tính. Cột thứ hai là số chục. Cột 3 viết số. Cột 4 đọc số. Con cùng quan sát. Cô có một bó que tính như chúng ta vừa được biết rồi. Một bó que tính này sẽ là một chục que tính. Ta viết một chục vào cột số chục. Một chục hay còn gọi là 10. Ta viết 10 vào cột viết số và đọc là 10. Vậy bây giờ cô có hai bó que tính. Vậy các con thử đoán xem cô có mấy chục que? À, cô có hai chục que tính. Chúng ta đã được học rồi, hai chục sẽ viết chữ số 2 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Ta đọc số 2, 10. Tương tự như vậy, bây giờ cô có ba bó que tính. Mỗi bó que tính là một chục que tính. Vậy ở đây cô có mấy chục? À, cô có ba chục. Các con sẽ viết số chữ số 3 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Bạn nào giỏi đọc cho cô. Rất tốt. Ta đọc số này là 30. Vậy ở đây các con đếm cho cô. Cô có mấy bó cái tính? Rất rất tốt. Cô có 4 bó cái tính. 4 bó cái tính chính là mấy chục que? À, là 40 que. Vậy các con cũng tương tự, viết chữ số 4 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Ta đọc số này là 40. Như vậy bây giờ các con cùng đếm thật nhanh xem cô có mấy bó que tính nào. À, cô có 5 bó que tính. 5 bó que tính này tương ứng với mấy chục que tính? À, 50 que. Ta viết số chữ số 5 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Đọc 50. Vậy bây giờ các con đếm thật nhanh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cô có 6 bó que tính như vậy thì sẽ tương ứng với mấy chục que tính nhỉ? À, là 60 que tính. Vậy 60 viết thành số như thế nào? Chúng ta viết chữ số 6 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Các bạn đọc 60. Vậy bây giờ các bạn thấy ở đây cô có mấy bó que tính? À, 7 bó que tính. Vậy chắc hẳn các con đều biết được 7 bó que tính này tương ứng là mấy chục que tính rồi đúng không? Là 70. Ta viết chữ số 7 phía trước, chữ số 0 đứng sau. Bạn nào giỏi đọc cho cô nào? Rất tốt. Chúng ta đọc 70. Vậy bây giờ các bạn đếm nhanh hơn nữa nha. Ở đây cô có mấy bó que tính? À, rất giỏi. Cô có 8 bó que tính. 8 bó que tính này là mấy chục que tính? À, cô có 80 que tính. Ta viết thành số như thế nào? Ta viết chữ số 8 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Các con đọc to cho cô, số này đọc là gì? À, ta đọc 80. Và cuối cùng, ở đây cô có mấy bó que tính?
Rất tốt, cô có 9 mẫu vi tính. Chắc hẳn các con đều biết 9 mẫu vi tính này tương ứng là mấy chục rồi đúng không? Chính là 9 chục. Ta viết chữ số 9 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Con đọc cho cô. 9, 10. Các con quan sát lại các số mà chúng ta vừa được học. Chúng ta cùng đọc lại nhé. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Rất tốt. Bây giờ cô sẽ chỉ ngược lại, các con cùng đọc thầm. Rất tốt. Các con quan sát, các số mà chúng ta vừa được học ở đây được gọi là những số tròn trục có hai chữ số. Vậy, các con quan sát, những số tròn trục này có đặc điểm gì giống nhau? Cô sẽ cho thời gian 30 giây để các con suy nghĩ tìm ra câu trả lời của mình nào. Con đã tìm ra câu trả lời của mình chưa? Con cùng quan sát nha. Chắc hẳn các bạn đều nhận ra rồi đúng không? Các số ở trên này chúng ta đều nhận thấy có một đặc điểm chung, đó là hàng đơn vị đều là chữ số, số 0. Vậy ở đây các bạn nhớ các số tròn trục là có chữ số hàng đơn vị là 0. Vậy bây giờ các con trả lời câu hỏi tiếp theo của cô. Số tròn trục lớn nhất có hai chữ số là số mấy nhỉ? À, rất tốt, đó chính là số 9, 10. Vậy trong các số tròn trục chúng ta vừa học thì số tròn trục bé nhất có hai chữ số là số mấy? À, rất tốt, đó chính là số 10. Vậy bây giờ các con suy nghĩ tiếp nào. Những số tròn trục nào nhỏ hơn 90? À, đó chính là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 và 80. Đây đều là những số tròn trục nhỏ hơn 90. Vậy bây giờ, ngược lại, những số tròn trục nào lớn hơn 10 mà chúng ta đã học? À, đó chính là 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Vậy ngày hôm nay cô cùng các con đã được học bài gì nhỉ? Đó chính là bài các số tròn trục. Vậy bây giờ các con hãy cùng nêu lại cho cô các số tròn trục mà chúng ta vừa học. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Đúng không nào? Cô có một trò chơi để củng cố lại cho các bạn nhé. Trò chơi nhanh thay. Nên nào, các con hãy cùng quan sát vào bài tập sau. Con chú ý vào dãy số bên dưới. Các con tìm cho cô trong những số này, số nào là số bé nhất? 60, 40, 90, 10 hay 80? À, chính xác. Đáp án của cô là 10. Bài tập tiếp theo. Trong dãy số 20, 80, 30, 50 và 70, số nào là số lớn nhất? Các bạn giỏi lắm, đó chính là số 80 đúng không nào? Vậy qua bài ngày hôm nay, cô muốn dặn các con một số điều sau. Con hãy về nhà đọc và viết lại cho cô các số tròn trục mà chúng ta vừa được học nhé. Sau đó, các bạn hãy nhờ ba mẹ tải các phiếu bài tập để cho các con hoàn thành. Và sau khi hoàn thành xong, thì các bạn hãy xem trước cho cô bài luyện tập tiếp theo.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô thân ái, chào tạm biệt các con.